Xin chào anh em. Vẫn là 9 giờ 15 tại sân bóng Tao Đàn quận nhất. Rồi, Lê Minh FC bên kia kìa. Đây Lê Minh FC sẽ đá trận bán kết của giải Tona Cup 2019. Gặp đối thủ là những siêu phủi đến từ Bình Dương. Ơi, trời ơi Sang lâu quá không gặp. Qua mới gặp, nay gặp nữa rồi. Rồi hôm nay có ai ta? Lưu Hoàng này. Rồi Phi Củi này. Hoàng Minh, Chu Minh Hoàng, Đình Vũ, Long Vũ, Kiên Hai Gia, Kim Messi, Đỗ Thái vẫn là thủ môn hậu đề Gia. Còn ai nữa không nhỉ? Chán chắc dự bị rồi. Bitlo. Qua wow, Bitlo cơ hội nhiều quá không ăn bàn. Rồi. Bên kia siêu phủi đến từ Bình Dương. Mình quen hai cầu bên đó. Hi, bước một quá hay của Saka. Wow, khởi động thôi, vô sân đó thật kỳ không biết nha. Hai ông này, quậy nhau hả? Số 7 thằng Giang hay nó hay đi bóng á, các bạn mới để ý nữa. Nó có bóng thì phải chắc nó thôi, đừng cho qua rồi, có gì bóng di chuyển bảo hiểm không. Cái hai nó lỡ mình tấn công một điểm bóng về tới đây rồi. Phải người nào ngoài sau lưng nó gắn đổi mặt nó luôn đi. Đừng cho dắt cái dưới luôn, cho qua đây đánh một sao bắt được, nó bự lắm. Phải cố gắng một dứt khoát luôn, còn thấy mình theo đường theo bạn. Các bạn cố gắng một hai giống như bữa thôi. Đá nhỏ nhỏ là giống như hôm qua không có đá dài đó bạn. Bên đó nó hay đá nhỏ với mình đó. Đứng nó bắt bài nó bật tường chụp cái lại. Vậy thôi. Cố gắng thôi. Cố gắng thôi. Đi nướng nó lại. Trên giữa sân nướng nó lại. Bản lĩnh hơn đó sẽ thắng. Cho nên mình cố gắng quyết tâm đoàn kết đã. Được không? Cần những cái trận này ha. 1, 2, 3, lên. Cú sút của Trần Công Vũ. Sút vào, trời ơi. Hoàng Lưu cắt băng hay quá. Nói gì nữa giờ. Cắt cái nữa nè. Ơi. Lợi thế, không là phạm lỗi rồi. Quá. Quá Kiên Hai Gia ơi, mất banh ẩu quá. Trời ơi. Tốt Hoàng ơi. Phi Củi ơi, cả người không bóng. Sút luôn. Wow. Không ai thổi nha. Khá liều mạng. Chắc hay quá Hoàng Lưu ơi. Ok, Đỉnh Thanh. Sút xa. Trời. Rất tiếc. Bóng hơi nhẹ, thủ môn vẫn kịp phản xạ. Tốt Bin ơi. Phản xạ rất nhanh của Bin. Chặt bóng tốt. Ok. Wow. Đặt cột 2 rất tốt của Bitlo. Và kiến tạo rất hay của Đinh Thanh. Và trước đó một pha đột phá rất là tuyệt vời của Trần Long Vũ. Vẫn là bộ đôi này tỏa sáng. Bitlo đã ra rồi. Tuyệt vời. 1-0. Tốt bên. Bóng dài. Đây. Đây. Đây mà sao? Chết tôi. Đi đâu? Trời ơi, thủ kỹ tới đó là không bị gỡ hòa rồi. Sao?
Đã sao phạm lỗi. Đang ngay chỗ Messi á Thành ơi. Lỗi anh. Wow. Lâm Vũ. Trời, chỉ theo vàng thôi. Đạp rất là ác. Chỉ theo vàng thôi sao? Ôi, trời. Sẽ có một bàn thôi. Trời, ngay đầu của hậu vệ. Sao sao vậy? Bộ trước. Ok, về sao bạn? Không mình nghe gì hết. Cắt liền. Ok. Ê, thẻ ơi. Trời ơi, cố tình trái. Thẻ ơi. Xấu quá. Là xấu quá, là xấu quá. Cố tình đạp hoài luôn. Hai trái rồi. Rồi Messi có sao không nè. Cắt hai da ơi. Tốt si. Tốt bên. Không biết hai người. Hai thẻ. Hai người luôn á, hai người luôn á. Một. Hai thẻ. Chiên hai da. Đình Thành đã có vẻ rất là nhẹ nhàng chậm rãi. Tết luôn, bước một Phi ơi. Vẫn còn. Trả về. Sút. Trời ơi, một pha tiếp bóng rất tinh tế của Saika. Lúc tiếp bóng là đi hoặc xà. Rồi kết thúc hiệp 1, tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía Liên Minh FC. Đừng bóp sâu, chỗ đó thì đó quyết liệt lên, đừng biểu diễn, nó bùng bùng đủ, được có lỗi. Ghi ghi qua ngay chỗ Thành, cái ngoài sau Thành với Vũ rồi. Đừng bóp gần nó quá, bóp gần nó chuyền qua đây, tự đây ra xa lắm. Tao khoảng cách luôn nha, tôi là chị. Rồi vậy chứ nó không có sức là hôi, đúng không? Lại không à, chỗ Phi mà. Kiên đầu 2 mà thải một Phi bên góc bên đây đúng không? Phi mà giữ một bộ không dứt. Chích ngang á, Phi chạy số 1 là mãn lỗi, 2 là Phi chạy số 1. Nó một thẻ rồi, nó một thẻ rồi. Đúng rồi, đừng có xà. Đẩy dài quá. Cái ban đầu anh dứt mà dứt ra nó còn dướng cái chân. Và nó đi nó xì lại. Rồi, ra sang đây, ra sang đây. Thành hai đội sắp được bắt. SC và đội tình nguyện chúng ta ghi chuyện tới khu tử thần. Nhớ đẩy đầu anh. Đừng quên chỗ Messi vô, ngán tỉnh tỉnh hơn chứ nữa. Rồi chỗ đầu đó mình đang có thằng thắng là bạch khó, mình cứ đá mạnh. Không cần phải đá mà mạo hiểm gì hết. Cứ đá mày cho nhắc nha. 1, 2, 3, lên. Xung lên. Hay quá. Wow. Ồ. Lòng rất chuẩn của Lâm Vũ. Tiếc bóng lại bay ngay đúng vị trí của thủ môn. Yeah, tốt quá kiên. Tốt quá Lưu Hoàng ơi. Đẩy luôn, xoay cao đi luôn. Cắt bóng rất hay Phi ơi. Đi Phi ơi, đột phá. Wow, chờ. À, một pha mất tập trung của toàn đội. Hai đều, hai đều. Không sao, không sao.
hai đều sao tập trung ơi. Ở ngoài ơi. Chết tôi rồi. Không sao cả. Vẫn còn. Hơi sâu rồi. Vẫn còn. Đồng, xong. Trời ơi, chết tôi. Rồi đúng rồi, sao? Ráng về. Yeah, bay như chim. Hay quá, bên ơi. Hay quá. Đã ngày rồi. Vỗ lên Phi ơi, còn mấy phút rồi, 5 phút rồi Phi ơi. Có anh Vũ ơi. Ra góc xíu ngon rồi Si ơi. Tổ bên. Tổ rồi, cao đi luôn. Nghiêng. Phải lên. Ê. Đi hải em. Ăn đi. Trời. Tổng phải, tổng em. Phi. Rất căng thẳng. Hai đều. Những phút cuối cùng rồi. Bên kia chắc muốn đá phạt đền thì sao ấy. Còn bên ti thôi. Là đây là cơ hội để hậu đề ghe thể hiện. Ok, vậy là hai hiệp chính hồi hai điều và bây giờ đã bước vào loạt đá penalty sân 7 người. Ta sẽ trông đợi vào màn tỏa sáng của hậu đề ghe và các anh em Lễ Minh trong loạt luân lưu này. Ok, trận bán kết rất là căng thẳng. Trái đầu tiên sẽ là Trần Ông Vũ. Quả đầu tiên của Trần Ông Vũ. Wow. Quả đầu tiên Ông Vũ đã xuất vào rồi. Ok. Đầu tiên của đối thủ bên kia. Wow. Và tiếp theo là của Đinh Thành Sói Ca sẽ đá quả bên tiếp theo. Yeah. Quá hay Sói Ca ơi. Quá hay. Rất bình tĩnh. Nháy mắt đồ. Bán kết. Tỷ số vẫn là 2-1. Và giờ quả thứ 3. Phi Củi sẽ đá quả thứ 3.
Cố lên Phi ơi, cố lên Phi ơi. Yeah, 3-1, 3-1. Bravo. Bravo. Yeah. Yeah, 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 yeah. Okay, tốt Phi ơi. Ráng lên Bin ơi, cố lên. Oh, 3-2. Tốt Bin. Kiên đu. Kiên ha, yeah. Sẽ đá quả thứ tư. Cố lên Hà Gia ơi. Người phim mà rung tay luôn. Wow, góc chia. Wow. Wow, đá bên kiểu này ai bắt? Đá bên kiểu này ai bắt? Hay quá Hà Gia ơi. Tuyệt vời. Yeah. Sút cỡ đó thì ai chịu nổi hả? Mắc luôn Bin ơi! Cố lên Bin! Trời ơi! Wow! Rồi! Trái cuối! Tỷ số hiện giờ là 4-3. Quan Lu sút vào quả này là chiến thắng. Quan Lu sút vào quả này chiến thắng. Một trận quá tỏa sáng của Quan Lu. Và bây giờ quả quyết định. Rung quá, rung quá. Ré lên Hoàng Lu ơi, chung kết, chung kết. Chết, trời ơi. À ơi. 4-4. Tới đó rồi. Nhiệt ngã quá, nhiệt ngã quá. À, bên đổ hơi chậm. Chị Messi. Cố lên Si ơi. Cố lên Si ơi, cố lên Si ơi. Cố lên Si ơi. Hiền đi anh. Yeah. Vua Bài Đền. Yeah, tốt Si ơi. Yeah. Có gì đâu. Cố bên ơi. Tốt Bin ơi. Và tỏa sáng đó đúng lúc của hậu De Gea. Chung kết, chung kết, chung kết. Tuyệt vời, quá hay Bin ơi. Yeah. Nhớ like nha, nhớ like cho hậu De Gea nha. Ai... Dạ, ai chưa xem clip của hậu De Gea thì mình để trên góc đó, mọi người để xem lại nha. Ok. Rồi, đó là một màn sau găng penalty cực kỳ căng thẳng của Lê Minh FC và WVT. Ok, và chiến thắng dành cho Lê Minh với sự tỏa sáng của hậu De Gea. Ok, rồi, nếu anh em thấy Lê Minh đá hay thì like và đừng quên subscribe channel YouTube của mình. Sẽ còn rất là nhiều video clip về hướng dẫn bóng đá, thi đấu bóng đá. Rồi, Bana, Sỏ Hán, Football, mình làm tất tần tật về bóng đá. Ok, nhớ like nha. Mình Phạm Huy, xin chào và hẹn gặp lại.